Thưa quý vị và các đồng chí, trong chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang hôm nay, sau phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng công an Tuyên Quang trong tuần qua là phóng sự Phường Tân Hà hướng tới mục tiêu văn minh đô thị. Phần cuối chuyên mục là phóng sự Người con của dân bản. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022. Sáng ngày 4 tháng 5, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc vòng chung kết giải bóng đá 7 người công an tỉnh năm 2022. Dự khai mạc giải có đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Tham gia giải năm nay có 6 đội bóng với 90 vận động viên xuất sắc nhất đã vượt qua vòng bảng đến từ các khối thi đua công an toàn tỉnh. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn, một lượt tính điểm. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Thượng tá Chu Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban tổ chức giải, đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, tăng cường sức khỏe, thể chất, trình độ kỹ thuật nhằm phục vụ cho học tập, công tác. Đây cũng là dịp để các đơn vị đánh giá hiệu quả chất lượng phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực trong lực lượng công an Tuyên Quang. Qua đó, tạo động lực để tiếp tục xây dựng, phát triển phong trào trong thời gian tới, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm 2022. Đồng chí Thượng tá Chu Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện Công an tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo chương trình. Đây là hoạt động ý nghĩa được Bộ Công an phát động hàng năm, có ý nghĩa nhân văn hết sức cao đẹp, thể hiện tinh thần thân ái, giúp đỡ và trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng công an nhân dân. Tham gia chương trình hiến máu năm nay có gần 300 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Công an Tuyên Quang trực tiếp hiến gần 300 đơn vị máu, tạo nguồn cung máu quý giá, góp phần cứu chữa đồng chí đồng đội trong lực lượng công an nhân dân và những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần tấm lòng cao cả của cán bộ chiến sĩ đã tích cực hăng hái trong phong trào hiến máu. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh, đặc biệt là đoàn viên thanh niên cần tích cực hăng hái hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện, cùng chia sẻ những giọt máu yêu thương cho đồng chí đồng đội và cộng đồng. Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho một cá nhân và biểu dương gương người tốt việc tốt đối với 8 cá nhân vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022. Là địa bàn được chọn làm điểm để xây dựng phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Sau hơn một năm triển khai thực hiện với quyết tâm sớm đưa phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Hà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội kết hợp với chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng. Đến nay, phường Tân Hà đã có sự chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận. Đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò không nhỏ của lực lượng công an tại cơ sở. Xác định yếu tố tiên quyết trong việc xây dựng và đưa phường Tân Hà trở thành điển hình về đảm bảo trật tự đô thị gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị chính là ý thức của người dân. Ngay từ khi triển khai, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bằng nhiều hình thức, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo OA, qua loa truyền thanh của phường hoặc thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt định kỳ tại các khu dân cư, tổ dân phố. Đảng ủy phường đã chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng phường điển hình về trật tự đô thị gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, triển khai tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là các cái hộ gia đình trên các cái trục đường chính để thực hiện cái chấp hành nguyên các cái quy định về trật tự bảo đảm trật tự đô thị cũng như là tham gia xây dựng các cái công trình, các cái hoạt động cụ thể để thực hiện cái xây dựng phường chuẩn văn minh đô thị.
là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mục tiêu xây dựng phường điển hình về trật tự đô thị. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng công an phường đã tổ chức phối hợp với lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, tuần tra kiểm soát, xử lý trật tự đô thị trên các tuyến đường, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị như không sử dụng vỉa hè kinh doanh, làm nơi đặt biển báo, để phương tiện trên vỉa hè, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường. Cùng với đó, lực lượng công an phường đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đạt nhiều kết quả tốt, tỷ lệ điều tra khám phá án cao. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Hà luôn được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội đã được làm giảm và kiềm chế, không để phát sinh điểm nóng, không có tội phạm hoạt động thành băng ổ nhóm, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Công an phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường từ phường đến tổ dân phố để tổ chức triển khai các thực hiện các nội dung, các tiêu chí ở trong kế hoạch mà Bộ Công an cũng như Công an tỉnh đã đề ra đối với một cái phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nổi bật nhất là trên địa bàn phường là không có cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự cũng như là không có cái hoạt động theo kiểu xã hội đen. Cái đặc biệt nữa là cái kéo giảm tội phạm theo tinh thần của Bộ như Công an tỉnh chỉ đạo. Thì đối với lực lượng công an phường thì cũng đã thường xuyên tổ chức phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động ở cơ sở để làm sao mà đẩy mạnh cái phong trào với cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân tự quản và dân tự hưởng, và tuyên truyền đến nhân dân là cái ý nghĩa, cái vai trò, cái tầm quan trọng của cái mô hình phường điểm để nhân dân biết được và nắm bắt được, thì để nhân dân chủ động và cũng tích cực tham gia. Lực lượng công an phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương củng cố xây dựng mới các mô hình tự quản về an ninh trật tự nhằm phát huy tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại địa bàn cơ sở. Trong đó nổi bật như mô hình hai quản, hai tích cực tại tổ 13, mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại tổ 17. Mô hình camera an ninh được triển khai trên địa bàn toàn phường. Các mô hình đã mang lại được nhiều hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự cũng như xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư. Đều đặn vào ngày Chủ nhật hàng tuần, người dân tổ 12 phường Tân Hà lại cùng nhau tổ chức tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm. Mỗi người dân đều ý thức được rằng việc làm của mình đã và đang góp phần làm cho khu dân cư thay đổi diện mạo, trở nên văn minh, tươi đẹp hơn. Không chỉ riêng tổ 12, các hoạt động chỉnh trang tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ được các tổ dân phố triển khai sâu rộng. Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, sạch đẹp gắn với việc thu gom xử lý rác thải luôn nhận được sự hưởng ứng đồng thuận của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn phường trong suốt thời gian qua. Chung tay thay đổi bộ mặt đô thị, Công an phường Tân Hà đã phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên và các ngành đoàn thể phát huy vai trò xung kích, tích cực tổ chức triển khai vẽ tranh tường, vẽ hoa tại các cột điện trên các tuyến đường. Phối hợp cùng các chi hội phụ nữ, các tổ dân phố tổ chức quét dọn, vệ sinh, nhắc nhở những cửa hàng vi phạm quy định về lòng đường, hè phố, huy động đoàn viên phối hợp tham gia xóa bỏ, bóc gỡ các quảng cáo, giao vặt trên đường, cây xanh, trụ điện và các công trình khác trái phép, sai quy định, tạo cảnh quan trên các tuyến đường sạch đẹp hơn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, sau một năm triển khai tích cực, cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo các cấp, bộ mặt đô thị của phường Tân Hà đang có sự chuyển biến rõ rệt. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đã giảm đáng kể. Từng tuyến đường, con phố thông thoáng, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Đó là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Hà. Mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới để góp phần xây dựng thủ đô kháng chiến Tuyên Quang giàu đẹp văn minh.
Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang từ lâu được coi là thủ phủ của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình. Bởi đây là nơi Dương Văn Bình và nhiều đối tượng cốt cán trong tổ chức bất hợp pháp sinh sống, tuyên truyền các hoạt động tà đạo, tín ngưỡng trái pháp luật và liên tục chống đối lực lượng chức năng từ năm 1989 đến nay. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân đồng bào dân tộc Mông, những năm qua, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình đã núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền những luận điệu nhảm nhí phi lý, lôi kéo người Mông không thờ cúng tổ tiên, không làm cũng có ăn. Theo Dương Văn Bình thì người chết sống lại, người già lột xác trẻ lại, ốm đau tự khỏi bệnh, không học cũng biết chữ. Một bộ phận người Mông trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đã tin theo, nghe theo Dương Văn Bình, gây phức tạp về an ninh trật tự, đời sống của bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Yên Lâm, hơn ai hết, Thiếu tá Bàn Văn Bắc, trưởng công an xã Yên Lâm hiểu được cuộc sống cơ hàn, khó khăn của một bộ phận người Mông nhẹ dạ tin theo tà đạo Dương Văn Bình. Người lớn bỏ hoang đất canh tác, trẻ con không được đến trường. Thậm chí, gia đình có đồng nào lại gom góp hết để nộp tiền cho tổ chức bất hợp pháp, phục vụ cuộc sống vương giả của giáo chủ Dương Văn Bình. Tháng 6 năm 2019, Thiếu tá Bàn Văn Bắc được điều động đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Yên Lâm theo đề án đưa công an chính quy về cơ sở của Bộ trưởng Bộ Công an. Với anh, đây là thử thách cũng như là cơ hội để được góp phần công sức xây dựng quê hương, giúp bà con đồng bào Mông ở Yên Lâm nhận rõ bản chất của tà đạo, không còn tin theo Dương Văn Bình. Tận dụng lợi thế là người địa phương, thông thuộc địa hình, hiểu rõ lối sống, phong tục tập quán, bản sắc của bà con nhân dân trong xã, đồng chí Bàn Văn Bắc luôn miệt mài tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, khi có điều kiện là kiên trì tuyên truyền, giải thích, vận động người dân không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình. Với phương châm mưa dầm, thấm lâu, anh cùng đồng đội luôn sẵn sàng đi bộ hàng giờ đồng hồ để đến những địa bàn xa xôi khó khăn nhất để sẻ chia, thấu hiểu, cùng lao động sản xuất, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con. Đồng bào người Mông bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình, từ chỗ tránh mặt, không tiếp xúc, không nói chuyện, đã dần thân thiện, cởi mở với cán bộ công an, lắng nghe tin tưởng cán bộ và nhận ra bản chất xấu xa của tổ chức tà đạo. Từ khi có các đồng chí cán bộ công an đến tuyên truyền vận động, nhất là đồng chí Bản Văn Bác, thì gia đình tôi đã tự nguyện ký cam kết là sẽ không theo đạo Dương Văn Bình. Các đồng chí cũng hướng dẫn gia đình tôi làm ăn kinh tế để ổn định cuộc sống. Để có sự chuyển biến căn bản tích cực trong nhận thức của người dân, lực lượng công an tại cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, xây dựng, duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong xã hiểu và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình. Phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Mông, không có hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Qua những câu chuyện thân tình bên bếp lửa hồng, những buổi cùng nhau lao động sản xuất, lời tuyên truyền, vận động của Thiếu tá Bản Văn Pháp và đồng đội đã được bà con lắng nghe, dần nhận rõ bản chất sai trái của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình. Bà con hiểu rằng cần chăm chỉ lao động sản xuất thì đời sống mới ấm no, trẻ con phải được đến trường, học cái chữ thì đầu óc mới sáng láng, tiến bộ, mới biết được điều hay lẽ phải. Cùng bảo nhau không còn tin, nghe theo luận điệu sai trái, lừa bịp của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình. Khi mà có chủ trương công an xã chính quy về làm công an xã, thì anh Bắc được bổ nhiệm chức vụ trưởng công an, thì rất chi là sâu sát với tình hình thực tế tại địa phương, bởi vì anh ấy nắm quá chắc trong cái tình hình, đặc biệt là lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Đấy, cũng như là trong cái tổ chức bất hợp pháp Dương Mình, đồng chí cũng tham mưu cho chính quyền địa phương là các cái vụ việc cũng như là cách xử lý, và cũng cùng bàn bạc để trao đổi thống nhất làm sao để đưa ra cái cách giải quyết công việc hiệu quả nhất, mà cũng mong sao để mục đích cuối cùng là xóa bỏ cái tổ chức này sớm nhất. Từ khi đồng chí Thiếu tá Bản Văn Bắc và lực lượng công an chính quy được đưa về cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Yên Lâm đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Bản thân đồng chí Bản Văn Bắc đã chủ động nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc Mông bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình, kịp thời tham mưu phương án đấu tranh ngăn chặn hoạt động của số đối tượng cốt cán, tích cực tuyên truyền, vận động 67 hộ, 407 người ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình. Đặc biệt, trong năm 2021, Thiếu tá Bản Văn Bắc và cán bộ công an xã Yên Lâm đã chủ động nắm, dự báo tình hình, đề xuất giải pháp, tích cực tuyên truyền, vận động 100% người dân tộc Mông theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Với sự cố gắng, linh hoạt, chủ động nắm chắc tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, Thiếu tá Bản Văn Bắc và lực lượng công an xã Yên Lâm đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình. Từ đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bao vây, phong tỏa, vô hiệu hóa, thu hẹp diện ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình trong vùng đồng bào dân tộc Mông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Với những thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, nhiều năm liên tục, đồng chí Thiếu tá Bản Văn Bắc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang kỳ này. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.